Các bạn nhớ rằng là trong cái chiến lược để các bạn livestream bán hàng tốt ý, là các bạn phải kêu gọi tương tác nhiều vào. Các bạn chúng ta phải tổ chức mini game để có thể thu hút được nhiều người xem hơn và tương tác với bạn hơn. Các bạn cần phải có những cái sản phẩm nó phải thực sự hấp dẫn, hay là các bạn chúng ta phải có những cái chương trình để chúng ta có thể giảm giá để kích thích họ mua hàng nhiều hơn nhé. Hay là các bạn chúng ta phải đẩy cái năng lượng của mình lên nhiều hơn. Và thưa các bạn, đó là những cái bí quyết mà tôi nghĩ rằng là các bạn cũng được nghe rất nhiều người họ đào tạo các bạn, là chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia. Nhưng thưa các bạn, để làm được điều đó thì nó không dễ dàng một chút nào. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc điều này nha. Các bạn có thể học về tư duy để livestream, cái tư duy và chiến lược để các bạn có thể bán hàng tốt hơn. Nhưng thưa các bạn, không phải ai cũng làm được đó, và chúng ta cần phải có một cái lộ trình rất là rõ ràng. Khi mà các bạn theo học một cái chương trình đào tạo chuyên sâu về livestream để bán được hàng ấy, thì nhóm đối tượng sẽ có những nhóm sau đây, và các bạn xem rằng là mình thuộc nhóm nào nha. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta cũng đang không kinh doanh một cái gì cả, và chúng ta cũng không có kiến thức kỹ năng gì cả. Lúc đó các bạn học để các bạn đi tìm một cái sản phẩm mới, các bạn đi tìm cho mình một cái cơ hội hiểu về livestream là gì và livestream như thế nào để các bạn đi livestream. Đó là điều đầu tiên. Và nhóm thứ hai là nhóm mà chúng ta cũng đang kinh doanh và buôn bán một sản phẩm nào đó, mà các bạn không tự tin trong việc mà chúng ta muốn livestream để chia sẻ trước ống kính, thì các bạn đi học về livestream. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà các bạn gọi là cũng có biết một chút gì đó về sản phẩm, đúng không ạ, về các cái chương trình, nhưng mà chúng ta không thể nói ra được, không biết nói như thế nào, đúng không ạ, là chúng ta đã yếu kém về vấn đề gọi là kỹ năng nói để chia sẻ, tự tin trước ống kính. Và nhóm gọi là cuối cùng là cái nhóm mà các bạn cũng đã từng livestream rồi, chúng ta có kỹ năng tốt rồi, có kiến thức rồi, nhưng mà chúng ta chưa có những cái gì ạ, chưa có những cái cách thức để các bạn có thể thu hút, để có thể chốt sale cái hiệu quả nhất. Như thế các bạn, cái người như vậy thì thường chiếm đếm tầm độ 20% tham gia những chương trình đào tạo về livestream thôi. Và đa số các bạn đều là những người, thứ nhất là chúng ta không tự tin để nói chuyện trước ống kính, và cái thứ hai đó là chúng ta không biết cách phải tương tác, phải diễn đạt như thế nào cho nó hay, và chúng ta không biết xây dựng nội dung thế nào. Tóm lại là chúng ta, kỹ năng nói của các bạn nó đang rất là yếu kém. Và thưa các bạn, chỉ khi mà các bạn đã tự tin trước ống kính của mình rồi, tự khi mà các bạn đã xây ra được những cái kịch bản hay rồi, gọi là chỉ khi là cái kỹ năng các bạn một cách tự nhiên, một cách hoạt ngôn, một cái lưu loát rồi, mà chúng ta không hề sợ hãi điều gì cả, là lúc mà các bạn sẽ bán hàng không hề khó một chút nào. Một cái người rất là bình thường, nếu mà các bạn chúng ta biết mang ra những cái sản phẩm dịch vụ mà biết kích thích được cái nhu cầu của người khác, thì nó không hề khó để các bạn có thể bán hàng và lan tỏa giá trị thương hiệu của bạn. Cho nên tôi muốn khuyên tất cả các bạn, đó là gì, trước khi mà các bạn gọi là muốn đi sâu vào livestream, nó sẽ có một cái lộ trình rất là rõ ràng. Và trong video này, tôi muốn tất cả các bạn chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để lắng nghe đến những giây phút cuối cùng, để tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái lộ trình học tập nó thật là tốt nha. Và khi mà các bạn livestream, các bạn nhớ rằng nó sẽ có 4 cái cấp độ livestream khác nhau. Trước khi mà các bạn chúng ta muốn trở thành một cái người livestream tự tin chia sẻ để bán được sản phẩm của các bạn, thì tôi muốn các bạn chúng ta hãy học tập theo một lộ trình như sau. Các bạn cứ giả dụ mình là cái người mà chưa có kỹ năng, không tự tin để nói trong kính, hay là tự tin để chia sẻ những cái gì mà các bạn đang có trong đầu, thì các bạn hãy học cách chia sẻ theo 4 cái tầng sau đây này. Thứ nhất là các bạn chúng ta sẽ livestream theo kiểu là tâm sự thôi. Đây là một trong những cái phong cách livestream mà nó rất đơn giản. Tức là sao? Tức là các bạn mở cái Facebook các bạn lên, chúng ta hoặc là mở một cái group nào đó lên, các bạn mở lên các bạn livestream, và trên đó thì các bạn cứ hỏi han thôi, nói một cách rất là chậm rãi, rất là bình tĩnh. Chào các bạn, hôm nay thì mình cũng có thử livestream để tâm sự hỏi han các bạn. Ai thấy mình thì các bạn vào đây, các bạn tương tác với mình nhé. Thì bắt đầu các bạn cứ kể thôi, các bạn cứ nói, các bạn hay comment gì thì các bạn chào. Người ta comment, các bạn hỏi thăm họ, giống như cái việc mà các bạn tưởng tượng là các bạn đang ngồi với một cái người bạn lâu ngày chúng ta không gặp nhau, thì các bạn ngồi các bạn hỏi thăm thôi. Công việc thế nào đó gọi là kiểu livestream tâm sự. Chính cái điều đó nó sẽ cho các bạn gọi là có một cái thói quen, và cho các bạn một cái sự tự tin khi mà các bạn nói chuyện trước ống kính, trước cái chiếc điện thoại của các bạn. Và các bạn cứ làm đi làm lại điều đó 5 đến 7 lần. Tôi khẳng định rằng là các bạn cũng đã có cho mình một cái thói quen, và gần như là các bạn không còn sợ nữa. Cái điều đó thì không cần các bạn phải có kỹ năng gì quá cao siêu cả. Và sau khi mà các bạn đã quen với cái ống kính rồi, quen với cái nền tảng livestream rồi, thì nhiệm vụ các bạn là chúng ta sẽ chuyển sang dạng livestream thứ hai. Đây là dạng livestream theo kiểu review ấy, tức là chúng ta sẽ chia sẻ những gì mà các bạn đang nhìn thấy. Ống kính xuất hiện cái gì thì các bạn nói cái đó, để rèn cái kỹ năng, cái phản xạ của các bạn. Ví dụ các bạn bán thời trang, thì thưa các bạn, và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại cửa hàng thời trang của chúng tôi,
Và hôm nay tôi mong muốn được giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm dịch vụ đang bày bán tại cửa hàng. Và thưa các bạn, đây là một chiếc áo dài đã được chúng tôi thiết kế gì? Tức là các bạn miêu tả, nhìn thấy cái gì các bạn miêu tả như vậy. Thì đây gọi là kiểu live stream review để giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Các bạn đang thấy cái gì thì các bạn nói cái đó. Ví dụ các bạn, đây là gì ạ? Thưa các bạn, thì đây là một trong những cái chiếc cúp mà tôi được nhận trong năm 2022. Đây là chiếc cúp được vinh danh. Tôi là một trong những chuyên gia, những diễn giả có cái sự cống hiến trong năm 2022. Cũng do một tổ chức rất là uy tín để cũng đã bình chọn và cũng đã vinh danh tôi trong một cái sự kiện. Tức là các bạn thấy cái gì, các bạn nói cái đó. Tôi lấy ví dụ, thưa các bạn, thì đây là một cái cây cảnh. Tôi được một người bạn của tôi cũng có dành tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Thì cái cây này tôi hiện tại tôi cũng không nhớ. Tức là các bạn không nhớ thì các bạn nói là không nhớ. Các bạn nói rất là tự nhiên. Nó tên là gì, nhưng tôi thấy là tôi rất là ấn tượng với cây này. Từ khi mà tôi đặt chiếc cây này tại phòng, tôi thấy rằng là cái phong thủy nó rất là tốt. Từ sức khỏe cho đến công việc, mọi thứ nó rất là thuận lợi. Chính vì vậy là tôi cảm thấy rằng là tôi rất là thích cái cây này. Tức là các bạn nghĩ cái gì thì các bạn nói cái đó. Thì đây gọi là kiểu live stream review. Và tôi mời các bạn, chúng ta dành đâu đó khoảng tầm 1 tháng. Sau đó mỗi 1 tháng các bạn dành tầm 4 đến 5 lần. Mỗi tuần là 1 lần thôi, liên tục trong 1 tháng, cứ như vậy thôi. Thì tạo thành một cái thói quen. Các bạn đi đến một địa điểm du lịch, các bạn ra biển, thì các bạn cũng mở live stream lên. Các bạn vừa mở lên, các bạn vừa nói. Cho các bạn, tôi đang có mặt tại bãi biển Nha Trang. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Nha Trang và tôi thực sự rất là bất ngờ. Là cũng được mọi người chia sẻ rằng Nha Trang rất là đẹp. Đến đây mới thấy rằng là nó đẹp thật. Tức là gì, các bạn nghĩ được cái gì các bạn nói cái đó. Thì đó gọi là kiểu cấp độ live stream thứ hai để rèn luyện. Đây là một trong những cái kiểu mà live stream để giúp cho các bạn, chúng ta rèn luyện cái kỹ năng nói của bạn rất là tốt. Mà kiểu live stream thứ ba, trước khi mà các bạn nghĩ đến việc live stream bán hàng này, đó là kiểu live stream để chia sẻ về một sản phẩm dịch vụ nào đấy. Tức là cấp độ số 3 là ngày hôm nay các bạn hãy xây dựng cho mình những cái nội dung về những cái sản phẩm, về những dịch vụ, về cái công việc của các bạn, hay là các bạn đang quan tâm điều gì. Các bạn xây dựng ra một cái gì ạ, một cái nội dung thật là hay. Và sau đó nhiệm vụ các bạn là chúng ta mở live stream này, và các bạn học cách chia sẻ điều đó, chia sẻ điều đó đến với người khác. Đó, thì cấp độ số 3 là cấp độ cái điều này ấy, cấp độ số 3 thì nó sẽ cần đến cái sự gọi là chuẩn bị trau chuốt hơn về mặt nội dung. Nhưng mà nó chưa phải là chưa bán hàng nha. Các bạn bán cái gì, mang sản phẩm đó ra để các bạn tập giới thiệu trước. Không hề nhắc đến gì ạ, không hề nhắc đến cái việc là các bạn đang bán hàng, nhưng ngược lại là các bạn đang rèn cho mình cái kỹ năng live stream của mình được tốt hơn. Và cấp độ thứ tư, đó là cấp độ live stream để bán hàng. Khi mà các bạn đã rèn cho mình được những cái kiến thức tốt này về sản phẩm dịch vụ này, xây dựng nội dung hay này, đúng không ạ? Hay là các bạn, chúng ta học thêm một chút về kỹ năng tương tác thông qua live stream, thì sau đó các bạn dùng những kiến thức về sản phẩm, về dịch vụ, về những kỹ năng, về sự tự tin mà trước đó bạn đã chuẩn bị theo đúng cái lộ trình mà tôi hướng dẫn cho các bạn ấy. Cộng thêm một yếu tố, đó là chúng ta hãy đưa những cái chương trình ưu đãi, và chúng ta hãy sử dụng những cái ngôn từ có tính chất bán hàng. Tức là gì? Ngày hôm nay tôi sẽ dành một cái cơ hội duy nhất dành cho 5 anh chị nào đó. Tức là chúng ta dùng những cái chiến lược bằng việc là chúng ta giảm giá, bằng việc chúng ta tạo ra sự khan hiếm, hay bằng việc là chúng ta phải kích thích bằng một cái quà tặng nào đó, cộng gộp thêm hay một chiến lược nào đó nó phù hợp để kích thích cái người xem họ sẽ mua hàng của bạn. Thì cái đó là các bạn sẽ liên quan đến hai yếu tố. Một, đó là gì? Đó là các bạn phải xây dựng được cái nội dung nó thật là hay trong bài live stream của bạn. Yếu tố thứ hai, đó là chúng ta phải liên tục nhắc đến những cái từ khóa có tính chất bán hàng. Là với tất cả những bạn nào quan tâm sản phẩm này, các bạn vui lòng chúng ta hãy cùng comment phía dưới. Thưa các bạn, thì tùy, live stream trên YouTube thì cái thuật toán nó khác, live stream trên gì ở fanpage, ở trên Facebook thuật toán nó khác, hay là chúng ta live stream trên TikTok thì thuật toán nó cũng hoàn toàn khác. Cho nên các bạn live stream trên nền tảng nào thì các bạn, chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ phải hiểu rõ về thuật toán của nền tảng đó. Đây là tôi đang quay video cho YouTube thôi, chứ nếu mà quay video cho TikTok thì thưa các bạn, từ nãy giờ là vi phạm quá là nhiều rồi. Vì nó sẽ không được nhắc đến nhiều những cái từ khóa của những nền tảng khác này, hay rất nhiều những cái từ khóa mà nó cấm rất là nhiều. Và các bạn lưu ý là như vậy. Hay là việc là đưa những cái logo của những cái thương hiệu lên trên gì ạ, video thì nó cũng cấm được ngay. Cho nên là khi mà chúng ta live stream trên nền tảng nào thì các bạn, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thật kỹ về nền tảng đó nha. Và có thêm một chút lưu ý khi mà các bạn live stream này. Cái thứ nhất, việc đầu tiên là chúng ta phải mạnh mồm mạnh miệng lên. Được chưa? Nó phải mạnh dạn lên. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta đi xem một cái bộ phim mà cái nhân vật đó nói chuyện nó cứ đều, vừa chậm vừa nghĩ, thì người nghe cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Các bạn biết rằng là khi mà tôi quay video này, tôi có phải đang phải nói với một cái tốc độ theo đúng tiêu chuẩn của người live stream hay không nào? Chứ bình thường thì tôi sẽ điềm đạm hơn, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn. Nhưng mà riêng cái video này, nó phải năng lượng để có thể hút
và hút, tôi sẽ truyền cái năng lượng cho các bạn và tôi hút chính cái sự quan tâm các bạn đến với cái việc là xem video này một cách gọi là tâm huyết nhất. Cho nên cái nguyên tắc số 1 khi mà các bạn chúng ta muốn livestream và tập livestream hay là livestream bán hàng là chúng ta sẽ cần gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải nói thật to. Yếu tố thứ hai là cái người livestream muốn bán sản phẩm nào đó thì bạn phải rất hiểu sản phẩm đó. Từ tính năng, từ công dụng, từ cách sử dụng, đối tượng phù hợp là ai, nó bổ trợ điều gì, giá bán nó ra sao, đang bán ở đâu, thông tin về nó như thế nào, nguồn gốc xuất xứ, thành phần, giá trị thương hiệu, cam kết là gì, tất cả những điều đó. Các bạn chúng ta sẽ cần phải hiểu thấu về điều đó. Thì trong quá trình các bạn nói, các bạn sẽ bật ra một cách rất là tự nhiên. Còn nếu mà các bạn chúng ta không biết một cái gì ấy, thì thưa các bạn, thì cái đó nó chỉ phù hợp với những người mà đang livestream trên theo kiểu là TikTok ấy. Là nhiều KOL ra livestream bản chất là gì? Chuyên môn đâu có biết gì đâu. Họ chỉ pha trò, họ trêu, họ vui, họ tếu, họ táo. Cuối cùng là gì? Nó có TikTok Shop, nó có thêm những cái nền tảng video, nó có thêm những đường link để các bạn hút các bạn vào đó để các bạn để họ bán hàng. Nhưng thưa các bạn, với Facebook hay với một số nền tảng khác mà chúng ta không có sự chuyên nghiệp, đúng không ạ, thì các bạn rất khó để các bạn bán được hàng, các bạn nhớ nha. Và một điều nữa trong livestream, đặc biệt là livestream trên Facebook, đó là chúng ta sẽ cần phải có những cái sự vui vẻ, những cái sự hài hước, cái sự gần gũi, cái sự thoải mái. Các bạn biết rằng là ngày hôm nay, đúng không ạ, tôi đã phải nhờ anh kỹ thuật là thay vì là phải đứng cố định để quay như mọi khi, thì ngày hôm nay tôi đã phải yêu cầu anh là phải di chuyển theo cái quá trình mà tôi di chuyển ở bên trong khán phòng này, cũng phải linh hoạt hơn, cũng phải tự nhiên một chút, vì trong livestream nó cần cái sự tự nhiên, các bạn nhớ nha. Một yếu tố nữa liên quan đến giọng, ngoài việc âm lượng phải đủ lớn ra, thì cái tốc độ chuyển từ nó cần phải có tốc độ nhanh, chậm, to, nhỏ, linh hoạt hoàn toàn khác nhau. Và hơn nữa là gì, các bạn bán thời trang thì bản thân các bạn phải là người có một cái diện, có cái sức hút về cái trang phục các bạn. Chúng ta phải đầu tư vào nó thật là chỉn chu và kỹ lưỡng nha. Và thưa các bạn, thì tôi cũng khuyên các bạn là chúng ta đừng học cái gì nó rất là cao siêu. Tôi chỉ mong muốn các bạn này, thứ nhất, bạn muốn livestream bán sản phẩm nào thì việc đầu tiên của bạn là chúng ta phải xây dựng ra những cái nội dung, những cái tài liệu thật là chi tiết về cái nội dung đó. Vì bản chất của livestream nó chỉ là một cái nền tảng để ghi hình lại cái quá trình mà các bạn đang chia sẻ về một cái gì đó thôi. Thay vì là họ đang gì ạ? Nó giống như cái việc các bạn đang đứng, các bạn thuyết trình cho đám đông ấy. Đúng không ạ? Cái điện thoại bản chất nó cũng chỉ là cái để ghi hình lại các bạn, giống như cái máy quay thôi, đúng không ạ? Đó. Và nó sâu chuỗi một cách trực tiếp thôi. Thay vì nó sâu ra một cách là gián tiếp, thì ngày hôm nay livestream nó sâu ra một cách trực tiếp. Đó là như vậy. Và họ rất là cần đến cái sự tự nhiên của người nói. Có một cái hay trong livestream là gì? Đôi khi có một vài câu mà nó sai, nó không đúng, tất nhiên là không cần quá đáng là được, là người ta vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu như các bạn đứng trước ống kính gọi là truyền hình, hay là các bạn phải quay video để marketing thì các bạn phải biên tập rất là kỹ, hay là các bạn đứng trước đám đông để các bạn thuyết trình, thưa các bạn, những cái đó mới là cái mà các bạn cần phải chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn về phong cách, về nội dung, về kỹ năng của các bạn. Và tôi xin được nhấn mạnh lại một điều nữa, người muốn trở thành một người, các bạn muốn trở thành một người livestream chuyên nghiệp thành công, nó sẽ cần yếu tố sau đây này. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ cần phải rèn cho mình các bạn một cái kỹ năng gọi là tự tin ống kính, không còn sợ hãi khi mà chúng ta mở ống kính ra. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải hiểu về thuật toán của cái nền tảng. Yếu tố thứ ba là chúng ta sẽ cần phải có một cái kỹ năng để diễn đạt, để chuyển hóa tất cả những kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm của các bạn. Và các bạn lưu rằng trong trình nói là không được phép để cho người nghe họ chờ đợi bạn điều gì nhé, vì họ không có thời gian rảnh rỗi để chờ bạn đâu. Cho nên chúng ta phải tương tác liên tục. Yếu tố tiếp theo là các bạn sẽ cần phải có một cái kỹ năng để kêu gọi tương tác, kêu gọi họ like, kêu gọi họ tag người bạn của họ vào, kêu gọi họ share, chia sẻ bài viết, đồng ý không ạ? Yêu cầu gọi là kêu gọi họ comment, tương tác, đặt câu hỏi với bạn. Rất nhiều những cái lời kêu gọi các bạn phải liên tục kêu gọi tương tác, và từ đó nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng rất là tốt trong cái bài livestream của bạn. Tiếp theo đó, bạn sẽ cần phải có một cái kỹ năng để chúng ta xây dựng cái kịch bản chốt sale, cái kịch bản nói nó thật là hay, cái chiến lược nó thật là phù hợp. Đó, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải đưa ra, biết cách xây dựng cái key để các bạn chốt sale, các bạn bán hàng hiệu quả, và cái tư duy của cái người kinh doanh. Các bạn phải thấu hiểu tâm lý của người nghe. Các bạn nhớ rằng là khi mà các bạn cố gắng là đợi đến thời điểm mà các bạn thấy rằng là nhiều WhatsApp nhất, thì ngay lập tức chúng ta phải đưa ra những cái lời kêu gọi mua hàng trong thời điểm mà mắt cao nhất. Chứ thưa các bạn, mắt đang xem đang là 500 người mà các bạn không chịu nói, đang mải mê cứ đi nói, đúng không? Người ta không quan tâm. Sau đến lúc mà gì các bạn này, nên cái lúc còn 100 người thì các bạn ấy bắt đầu nói về quảng cáo, nói về bắt đầu chương trình ưu đãi, thì lúc đó nó mất cơ hội rồi. Cho nên chúng ta phải lưu ý bất kỳ một trường hợp như vậy. Còn tôi cũng chỉ khuyên các bạn là gì, livestream là một trong những cái nền tảng để giúp cho các bạn chúng ta có thể truyền thông cái thương hiệu, đúng không ạ, và cái kênh của bạn, cái thương hiệu của bạn đến với nhiều người hơn. Và nó cũng là một cái kênh bán hàng trực tiếp, nó rất là hay.
Và bên cạnh cái việc mà chúng ta muốn livestream hiệu quả, ngoài việc là chúng ta xây dựng chiến lược, các chính sách, chương trình khuyến mại phù hợp, thì thưa các bạn, thương hiệu cá nhân và xây dựng kênh truyền thông là một phần rất quan trọng. Nếu mà dùng cái từ là thương hiệu cá nhân thì nghe nó hơi to tát, nhưng các bạn hãy dùng từ là xây dựng kênh truyền thông. Kênh truyền thông của bạn càng có nhiều người theo dõi thì cái cơ hội để bạn có thể tiếp cận và bán được hàng cho nhiều người nó càng lớn hơn. Cho nên là chúng ta cũng phải hiểu một chút về thương hiệu, hiểu một chút về cách xây kênh, và chúng ta phải cố gắng trao đi những cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chứ bây giờ mà các bạn đang livestream trên một cái nền tảng mà không có nhiều người theo dõi bạn thì bạn có nói hay chiến lược tốt đến mấy thì tốt, nó cũng không bán được hàng đâu. Cho nên cái gốc cái rễ là chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu và xây dựng cái kênh truyền thông để giúp bạn livestream trên những cái nền tảng chủ động do bạn là người quản lý những cái kênh đó, thì như vậy các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn lại thì các bạn, tôi sẽ nhấn mạnh lại là kỹ năng nói là một phần rất quan trọng, các bạn nhớ nha, rất quan trọng. Cho nên tất cả những ai mà mong muốn rằng là mình muốn hoàn thiện cái kỹ năng nói của mình được tốt hơn, tự tin, cách thức diễn đạt tốt, thì các bạn hãy cùng comment và tương tác với cái kênh của tôi. Và bên cạnh những cái chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ra thì tôi cũng có đồng hành với các doanh nghiệp với những chương trình đào tạo về bán hàng, về tư vấn, về chốt sale, về livestream, về kỹ năng, về thuyết trình và rất nhiều nghiệp vụ khác. Có những chương trình ngắn hạn, đúng không ạ? Đồng hành dài hạn đều có. Cho nên nếu bạn thực sự quan tâm thì hãy comment thông tin của bạn phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua những đường link mà chúng ta đã gắn trong mỗi video, có cung cấp rất đầy đủ rồi. Các bạn hãy cùng cố gắng để ý một chút thì chúng ta sẽ tìm được thông tin liên lạc nhé. Còn lại tất cả những ai mà thấy rằng đây là một video thực sự có giá trị, hay là các bạn mong muốn được góp ý thêm một điều gì đó, tôi rất cần bạn hãy mạnh dạn comment phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với nhau nhé. Và nhớ là theo dõi kênh Trainer Nguyễn Văn Minh để tôi sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích về nhiều hơn những chủ đề liên quan đến cuộc sống, liên quan đến giao tiếp, liên quan đến thuyết trình và nhiều các kỹ năng khác dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhé. Và xin chào và hẹn gặp các bạn trong một video khác nha.